nữ kia phố nhìn đẹp trai quá. Anh hỏi về một ai tư phải không? Chắc tôi chán quá à. Trai một a à, nữa. Trời, trai một còn lạnh lùng nữa. Tôi chán quá. Trời đất má. Dạ. Hay quá ha, hay quá. Hay quá ha. Đâu mà. Cầm lên. Giờ này gần tới giờ học thêm rồi. Còn đứa này chơi mấy cái trò nguy hiểm này hả? Đi vô đây. À, đau mẹ ơi, đau quá. Đau hả? Biết đau hả? Vô đây chết với tôi. Đau quá mẹ ơi. Đi vô. Đau quá. Người đâu mà khó dữ vậy không biết à? Thì sao? Khó quá à. Nè. Ai cho bạn đụng tôi? Thích đụng nó là sao? Ôi ba. Ôi mày làm gì vậy? Cẩn thận vậy. Ôi hai thằng kia. Ôi làm con mèo gì vậy? Hai thằng đàn ông như vậy mà đi bắt nạt hai bạn nữ, có biết nhục không? Đó không phải chuyện của mày. Sao không phải chuyện của tao? Hai thằng bay đang đụng nơi bạn nữ trường tao á. Thì ra mày bên con gái phải không? Chứ mày lại tụi mình tụi bay. Ừ, nè nữ nè, tao biết trường anh học luôn á. Đẹp trai mà ra lăng dữ sợ luôn. Nên tao hết đụng nữa rồi sao? Thử đi. Nè. Cái gì ồn quá vậy? Nó quýnh lộn kìa tao. Ê ê ê ê ê. Cái gì mày? Mấy người làm gì đây vậy? Tính tôi kêu chính quyền xuống không? Mấy người biết đi, chỗ nào không mà đánh nhau hả? Đau quá. Tụi bay đi về đi. Biến. Còn các bạn đi về đi. Cảm ơn Mẫn nha. Các bạn ở đâu cũng đi về đi. Đừng đứng đây nữa. Đẹp trai mày lạnh lùng quá à. Còn tụi bay, đi về luôn đi. Huy. Ai là tụi bay hả? Ê, tao là anh của mày nha. Tao cho mày nói lại đó. Ờ. Giờ có về không? Về chứ. Nè. Cái gì vậy? Ông sợ nữa hả? Hả? Sợ chứ. Vậy thì về chung. Ôi, anh Mận á, tôi biết á, biết trường luôn á, đẹp trai, lần lùng đẹp trai mà. Ôi, mày bắt ôm hình nha, qua trường đó nha. Người à, coi nhé. Long à, nhục lắm. Ông yên tâm đi, mấy đứa xấu thì chơi chung với nhau lắm. Đừng nói vấn đề nó nhục lắm. Không ngờ thằng Mẫn nổi tiếng trong trường mà ngoài trường cũng biết nó nữa. Trời, mấy bạn qua tới tận đây luôn hả? Anh Mận, em qua đây chụp hình thôi. Tấm hình thôi, tấm hình thôi. Một tấm thôi anh. Rồi, rồi, một tấm thôi nha, tôi sắp vô lớp rồi đó. Chụp đi, chụp đi. Vô, vô, tôi chụp cho. Ok, thôi tôi vô lớp nha. Ôi, khoan, tôi chụp anh trai. Anh Mận. Ê, tôi chụp được nè, trời, anh đẹp trai lắm. Ủa, đẹp trai. Anh trai hả? Gửi cho tôi đi, gửi cho tôi đi. Gửi cho Facebook cho tôi đi. Nè, mấy đứa. Dạ. Sao giờ này tụi em chưa lên lớp mà đứng đây cười giỡn là sao? Dạ, em ở bên trường khác không cô? Ủa đúng rồi, đây là phải đồng phục trường mình. Dạ. Ủa mà tụi em qua đây làm chi? Dạ, em qua xin chụp chung với anh Mận tấm hình đó cô. Dạ. Em thích ảnh lắm ạ. Dạ. Em không mỏi anh Mận. Dạ. Anh Mận đẹp trai lắm ạ. Chí gì? Em chào cô. Nào biết nè con. À, dạ, cảm ơn cô. Ngon quá. Trời ơi, hấp dẫn. Ăn anh Mẫn đi. Anh Mẫn, để em mời anh nè. Cảm ơn bạn, mình có rồi. Dạ. Chụp hình đi, chụp hình đi, chụp hình đi. Nào bà bé à. Chào quá, chụp đồ chú, chụp chú. Nè, chụp hình, chụp hình. Ừ. Mình đang ăn, các bạn có thể cho mình tự nhiên một chút xíu được không?
thôi. Cô cho anh xin tờ khăn giấy nha con. Dạ. Ôi em có. Em có giấy nè. Thôi rồi xin cô rồi. Anh lấy của em xài đi. Từ chối đẹp trai đúng không? Trai đúng không? Trai đúng không? Rồi cảm ơn em ha. À. Trời ơi, anh xài của tôi kìa. Trời ơi, súng đi nè. Thích quá. Trời ơi. Trời ơi, đẹp trai quá. Trời ơi, đẹp trai quá. Tao đưa mẹ coi. Trời đất ơi, gần 40 độ luôn. Sốt rồi nè, thấy chưa? Hay lắm. Bài đặt làm anh hùng đồ ha. Lướt gián đồ, phơi nắng phơi sương đồ ha. Mẹ phải tại tâm gián đâu mẹ. Thôi đi. Ở nhà mua đồ về vận động, không chịu vận động trong nhà đi. Đi ra ngoài đường chi đầu trần. Rồi bệnh hoạn. Rồi về đây rồi gia đình lo chứ ai lo. Mua ba cái này về bây giờ để móc meo hết rồi có thấy tập luyện đâu. Bà nói gì cho mất công bà. Nó cố tình làm vậy mà. Anh nói cái gì hả? Thì đó ba không biết hả? Bây giờ tụi con gái ngoài đường á đang điên lên gì nó. Làm sao? Thì hả, nó suốt ngày nó cứ trượt dáng vậy nè. Xong rồi nó làm vẻ cool ngầu á cho mấy con gái thích nó làm vẻ xoái ca á. Chứ mà là mấy tụi con gái thất vọng là không có thích nó nữa. Cái gì đó? Nè. Thôi con. Nè. Tập sát tập quan như vậy hả? Anh con đó. Cái gì đó? Trời ơi, nó làm rớt miếng ăn. Nè, nghe chưa? Thôi anh bỏ đi, trời ơi, nó đang bệnh mà. Để bệnh cái gì? Để em la. La cái gì? Phải đánh nó, trong nhà này phải có tôn ti trật tự đàng hoàng chứ. Ba. Thôi gì con? Ăn miếng gà đi, quấn cho nó sung. Trời ơi. Hả? Sao? Là em con đó. Ba dạy nó mà sao xuống mà đánh nó là sao? Trời đất ơi, sao quấn cho con vậy? Mẹ ơi, mẹ hay quá, đánh rồi đi. Hay mẹ ơi, tao mà chưa hay mày. Đã nói là không có được đánh con mà. Mẹ ơi, ba đánh con đau quá mẹ ơi. Sao? Hả? Đừng có đánh con nữa nghe chưa? Ăn miếng gà vô quýnh ba cho sung mẹ. Ba mày để đánh lộn. Trời ơi, con đang bệnh mà. Ủa Mẫn, em bị bệnh hả? Dạ. Vậy thôi em về nhà em ăn uống rồi uống thuốc vô ngủ đi nha, cho khỏe. Không có được tập trung đi đánh lộn nữa đó nha. Dạ. Về đi. Đeo con. Ám gì mà ám dữ vậy trời. Sao mà đi đâu rồi? Sao đây ta? Không ngờ cái ngày mình phải như vậy. Anh Mẫn! Nữa hả? Ở đâu kia ta? Đâu bay? Ở đây đi. Lão anh. Phiền phức thiệt chứ. Mày là Mẫn hả? Mày là ai? Tao là Chiến Thắng. Mày chưa nghe tên tao à? Nhờ mày giới thiệu mà giờ tao mới biết á. Nghe nói mày đánh mấy thằng trường tao đúng không? Thì nó đáng bị như vậy mà. Có ngon thì đánh với tao nè. Sao lại là lúc này với mấy cái thằng phiền phức này. Nó đang bệnh, muốn được về nhà ngủ mà. Mẫn. Ủa gì vậy Chiến Thắng? Chuyện của mấy đứa con trai thôi. Tối nay 7 giờ công viên cây xanh. Không gặp không về. Sao? Chơi thì chơi, không gặp không về. Tao đợi mày. Đợi đi mày. Đợi.
Trời ơi, cái nét lạnh lùng nó đi, cái nét lạnh lùng đó. Trời ơi, gì đâu luôn á. Em tính đi đánh lộn với thằng Thắng nữa hả? Chứ sao, giờ em lỡ hẹn rồi. Không đi nhục lắm. Mà anh á, đừng có bếp xếp chuyện này với mẹ nghe chưa. Anh ngu gì mát mẹ. Lần này em đi đánh lộn á, là vì danh dự của trường mình. Nếu như mà em thấy không ổn á, thì để anh đi theo. Anh sẽ làm rạng danh của trường mình. Thôi đi cha, đó. Người đụng vô yếu gì cũng búng vậy á. Đi theo là mất mặt chứ rạng danh cái nỗi gì. Có cần kiểu xe của Thương không? Chưa ra trận mà đã nói xui rồi. Ủa? Em đeo khẩu trang vô làm chi vậy? Cởi khẩu trang ra đi. Chị? Ở ngoài kia hả? Một đám con gái đứng chờ em kìa. Trời ơi, khùng quá trời. Trời ơi, không biết đánh nổi ai không á. Cú Thương số mấy chà? Con trẻ trâu là sao phiền ghê luôn á. Sao lạnh quá vậy ta? Chưa quýnh đấm gì nó thấy quả chè đầu rồi. Muốn được trở thành thần tượng đâu có sung sướng gì.